Hello, hello xèo tất cả anh em nhé, mình là LTL đây, đẹp trai em số 03 đến từ Bắc Giang. Ok, cảm ơn tất cả đã quay trở lại với kênh Ngô Thế Ngọc của mình nhá. Ok, thì hôm nay mình vẫn quyết định là quay lại cho anh em một clip khá là vui luôn nha anh em ơi. Thì rất là nhiều anh em đã biết lý do vì sao hôm nay mình vui được vậy, bởi vì là hôm nay mình sẽ lấy lại được quân đoàn nha anh em ơi. Vì hôm qua mình đã solo thắng cái kèo 1v1 với thanh niên Nghĩa K8 rồi nha anh em ơi. Thì không cần đủ like đâu anh em ạ, bởi vì kèo hôm qua anh em ơi thì nó bảo là kiểu như là chỉ cần solo thắng nó sẽ trả lại quân đoàn mình anh em ơi. Vì là mình đã gặp mặt nó rồi anh em ạ, nếu nó không trả thì mình sẽ sâu mặt nên là nó dán anh em ơi. Ok anh em ơi, thì mình đã solo thắng nó rồi anh em ạ. Thì bây giờ mình quyết định là mình sẽ mời nó vào để mình bảo nó chuyển lại chủ quân đoàn nha anh em ơi. Và như anh em là mà xem từ đầu đến cuối clip này không thua thì lớp mình đấy là quân đoàn, thì những anh em đấy sẽ là những người mà có slot đầu tiên vào quân đoàn mình nha anh em ơi. Đấy, mình sẽ hỗ trợ thẻ đổi tên cho anh em, ok chưa? Đấy, hiện tại quân đoàn của mình chỉ còn 8 người anh em ạ, thì vẫn còn hơn 40 slot nữa nha anh em ơi, nên là anh em cứ yên tâm nha, ai cũng có slot thôi anh em ơi. Anh em chỉ cần xem bịch cuối không tua và like clip này nhá. Ok, bây giờ mình xin nhắn là alo anh vừa solo thắng em nha anh em ơi. Đấy, thì thanh niên này hôm qua gặp mình thì nó cũng xưng mình là anh em ơi. Bây giờ mình sẽ xưng lại nó là em luôn nha anh em ơi. Đấy, cho nó lễ phép tí nha, chứ bây giờ xưng mày tao thì nó hơi kỳ anh em ơi. Ok chưa, đằng nào nó cũng trả quân đoàn mình này anh em ơi. Đấy, giờ trả quân đoàn anh đi để anh tuyển thành viên. Đấy, này hợp lý luôn, nhưng là gì đấy anh em nha. Trời ơi, nói chung hôm nay tâm trạng vui thì nói chung là làm cái gì nó cũng vui mà thôi anh em ơi. Để xem mà liệu nó có trả mình hay không nhá, mà chắc chắn là nó trả rồi. Thằng này mình nghĩ nó dán mà anh em ơi, nó không trả là mình sâu mặt nó nên anh sai luôn. Anh cầm AVKM lên em không trả. Adu. Ủa? Hôm qua mình có cầm AVKM thật nhưng mà làm gì có luật. Nó đâu có bảo là nó cầm AVKM không dùng đâu. Ủa là sao? Ủa? Định nần mặt à? Ủa, thằng này định nần mặt anh em ơi. Rõ là nó đâu có bảo là luật không được chơi AVKM đâu mà bây giờ nó lại bảo là anh cầm AVKM anh xây luật là sao? Ủa, nó có ra luật là được sử dụng không được sử dụng AVKM đâu anh em. Ủa, lúc đầu có nói đâu mà bây giờ lại bảo là không được dùng AVKM là như nào? Ủa, hỏi chấm thôi anh em ơi. Để xem nó trả lời lại như nào nào. Thằng này ảo ma Canada thực sự anh em ơi. Thằng này mà không trả hôm nay là mình sâu mặt nó lên luôn anh em ạ. Em không biết, em không trả anh sai luật. Ủa vãi trưởng. Thằng này đùa nhau hả anh em ơi? Nó bảo mình sẽ luật solo mà đi dùng AVKM. Ừ đúng, thì solo không ai dùng AVKM thật, nhưng mà mới đầu nó không nói là không được dùng AVKM nên là mình mới dùng chứ. Thôi rồi, kệ nó đi anh em ơi. Thế bây giờ mình sẽ hỏi luôn là thế bây giờ em muốn gì, muốn như nào luôn, để xem mà nó bảo như nào anh em ơi, để mình còn biết. Giờ lại còn bảo mình sẽ luật không trả là hôm nay mình sâu mặt nó lên luôn cho anh em xem này. Nào, để xem mà liệu nó có trả không nhá. Mình sẽ nhắn là không trả là anh sâu mặt em đó, để xem mà nó trả lời như nào nha anh em ơi. Trời ơi, khả năng là nó cũng trả mình thật đấy anh em ơi. Ok, để cùng xem là nó nhắn như nào nhé. Em làm lộ mặt gì ấy? Anh làm lộ mặt em rồi nên thích anh cứ sâu. Ôi kìa, mình làm lộ mặt nó đâu, mình che mặt nó lại mà. Cái đùa anh à? Thằng này đùa mình như nào nhỉ? Ok, mình thích sâu luôn đấy. Thôi ok, thôi mình sẽ bình tĩnh một tí anh em ơi. Bây giờ mình mà sâu mặt nó thì cũng không giải quyết được cái gì anh em ạ. Thì mình có khi nó còn không trả quân đoàn mình anh em ơi. Thôi bây giờ mình sẽ bình tĩnh một xíu. Bây giờ mình sẽ hỏi xem là nó muốn như nào anh em ơi. Nếu như nó nhất quyết không trả thì mình sẽ sâu mặt lên. Còn nếu mà nó vẫn có ý định trả thì thôi nha anh em ơi. Thì bây giờ mình sâu mặt nó lên thì cũng không giải quyết được vấn đề gì anh em ạ. Clip anh được 2k like và mai kiếm một idol solo 1-1. À, nếu mà dùng tiểu liên nếu thắng thì em trả quân đoàn. À, đù. Căng nha anh em ơi. Kiểu 1-1 mà dùng tiểu liên á. Ok, mình sẽ hỏi xem em chắc không nha anh em ơi. Thì mình nghĩ là mình sẽ bảo lại là không chơi dùng tiểu liên không thôi anh em ơi, chứ không thằng này nó phá luật không dùng mấy khung AVKM được, chứ bây giờ đọc dùng tiểu liên không thì nó hơi ấy đúng không anh em ơi. Thì cái này mình sẽ nói lại sau nha, nên mình hỏi lại xem là nó chắc chưa nha anh em ơi. Nếu nó chắc thì mình sẽ quyết kiếm một idol mà mình không biết là gì ấy. Em uy tín, nếu đúng luật thì em trả. Ok được. Ok. Ok nha anh em ơi. Thôi mình sẽ chấp nhận cái kèo này anh em. 2k like anh em ơi, 2k like đơn giản thế nào, anh em giúp mình một nút like anh em ơi. Anh em giúp mình một nút like đi nào anh em ơi. 2k like là đơn giản anh em ơi, chỉ cần được 2k like và mai mình kiếm một idol solo thắng nó là nó trả quân đoàn mình đấy anh em ạ. Ok, nó out rồi anh em ơi. Được. Kèo này hợp lý này anh em ơi. Kèo này hợp lý này. Mai mình sẽ kiếm một idol mà bây giờ cũng kiếm ai nhỉ? Bây giờ anh em nghĩ mình bây giờ mình phải tìm luôn anh em, bởi vì mai đã solo luôn rồi. Bây giờ là ai đây anh em nhỉ? Ok anh em ơi, thì sau một thời gian suy nghĩ thì mình đã nhớ ra là mình đã quên một idol cực kỳ là đẳng cấp anh em ơi. Cực kỳ là VIP pro, kỹ năng cực kỳ cao, đó chính là KenBC anh em ơi. Một idol tử chiến số 1 Việt Nam thôi nha. Bởi vì sao? Bởi vì là đã thắng trong cái trận tử chiến của bác gấu tạo ra mà anh em ơi. Nên là tem này đang là tem kiểu như là tử chiến hay nhất Việt Nam anh em ơi. Thì mình quên KenBC anh em ơi, trời ơi. Ok, bây giờ mình sẽ mời KenBC và mình nhờ luôn nha anh em ơi.
Để xem mà liệu em đấy có vào. Ở đây em đấy vào luôn này anh em ơi. Trời ơi, đây là ác phụ của Ken BC nha anh em ơi. Bây giờ mình sẽ hỏi luôn Ken BC nha anh em ơi. Alo em ơi, có mic không em ơi? Anh mời em có chuyện gì vậy? À, anh mời em là nhìn, anh muốn nhờ em một chuyện này, có nghĩa là cái thằng Nghĩa K8 này thì chắc em cũng không biết đâu. Thì hiện tại nó đang cầm quân đoàn của anh ấy, thì bây giờ anh muốn nhờ em là em solo với nó được không? Nếu như thắng thì anh sẽ lấy lại được quân đoàn đấy. Đây quân đoàn tâm huyết của anh thì không biết là em có đồng ý không? À, cái này đơn giản mà, em có trình mà, để em chốt 4-0 cho anh. Đủ thật không đây? Ok, được luôn, đủ rồi. Thằng Ken, anh à, thằng em Ken BC đồng ý giúp mình rồi nha anh em ơi. Mai bán em ơi. Ok anh, mai em giúp. Ok. À thì bây giờ em có rảnh không? Bây giờ anh sẽ kiếm hai thanh niên thế giới thì em solo, em thể hiện kỹ năng cho mọi người xem được không? Được anh ơi, vô đi anh ơi. Ok, để anh kiếm luôn nha. Ok anh em ơi, thì mình đã tạo phòng thành công để cho Ken BC cân đôi nha anh em ơi. Hai bạn này mình kiếm ở trên kênh thế giới anh em ạ. Đây, hai bạn này đều là danh huyền thoại 5 sao nha anh em ơi. Đây, bạn này huyền thoại 2 sao anh em ơi. Thì đều là có kỹ năng cả anh em ạ. Để mình xem là liệu Ken BC có cân đôi được hay không nha anh em ơi. Tiện thể là Ken BC muốn luyện tay thôi anh em ạ. Thì đây chính là con đặc phụ của Ken BC nha anh em ơi. Đây, để xem liệu Ken BC bắn như nào nhá. Ken BC cũng biết là một nhà vô địch tử chiến anh em ơi. Vừa mới ở bên Indonesia nào anh em ơi. Đấy, mình nhớ không nhầm là như vậy anh em ạ. Đấy, bắn top 1 tử chiến Việt Nam anh em ơi. Đấy, bắn với Tem Sena cùng với Tem Sena anh em ơi, thì anh em nào biết Ken BC thì anh em comment bên dưới nha. Thì mình nghĩ khả năng cao Ken BC cân đôi quá là bình thường anh em ơi. Thế bây giờ mình sẽ vô luôn nha anh em ơi. Đây là một kèo Ken BC sẽ thử trước nha anh em ơi. Còn mai Ken BC mình giúp mình gọi là solo với cái thanh niên Nghĩa K8 đây anh em ạ. Đấy, hôm nay Ken BC tiện thể là test trình cho anh em xem luôn nha anh em ơi. Đấy, anh em cùng theo dõi vị trí của Ken BC nhá. Đấy, đây là ạc phụ của Ken BC nha anh em ơi. Đấy, anh em chưa căng chưa anh em ơi. Trời ơi, mặc đồ boss thì mình nghĩ là hai cái thanh niên thế giới tem bên kia thì sẽ khinh thường Ken BC đây nha. Nhưng mà không, anh em hãy cùng xem Ken BC thể hiện nhá. Đây là màn gọi là dạo đầu thôi anh em ơi. Mai bắt đầu là mình gọi là vào chính anh em ạ. Đấy, để thể hiện anh em ơi, thì anh em cùng theo dõi nha anh em ơi. Ok. Đấy, để xem là liệu Ken BC sẽ thể hiện như nào nha anh em ơi, anh em cùng theo dõi nhá. Ok. Đây là vị trí của Ken BC, mình sẽ là một bình luận viên luôn nha anh em ơi. Đấy, Ken BC là chơi bằng BC luôn nha anh em ơi, bắn cực kinh luôn. Ok, để xem mà liệu Ken BC top 1 server tử chiến Việt Nam liệu cân đôi như thế nào nha anh em ơi. Ok, ui, anh em thấy cái trình độ đặt keo chưa? Trời ơi, ok, ui, rơi vùng bọc rồi. Trời ơi, còn có 47 máu anh em ơi. Quá là căng anh em ơi. Trời ơi, anh em thấy cái trình độ của Ken BC chưa anh em ơi? Rồi, tem bạn thì đang hình như là đang đục anh em ơi. Không cứu nhá. Quả keo này là keo không cứu nha anh em ơi, chứ bây giờ cứu thì hơi mệt. Đấy, mình nghĩ là hai bạn tem thế giới kia cũng biết rồi. Rồi, trời ơi, nếu Ken BC cũng nằm xuống. Rồi, nếu Ken BC cân đôi không đây? Đây, một pha cân đôi thế giới. Ui, quá đẳng cấp từ vị trí của Ken BC anh em ơi. Anh em cho Ken BC một nan anh em ơi. Trời ơi, bắn như này thì ai em đỡ được đây anh em ơi. Ui, 1-0 đến từ vị trí của Ken BC. Anh em thấy chưa? Chốt lại 4-0 thì quá là đẳng cấp thôi anh em ạ. Để xem liệu Ken BC có chốt được 4-0 hai thanh niên bên kia hay không nhá. Và Ken BC thì mai sẽ giúp mình solo kèo 1-1 nha anh em ơi. Một idol cực kìa lỗi, idol tử chiến nha anh em ơi. Thì Nghĩa K8 ý, gặp Ken BC chỉ còn gọi là cái tên thôi anh em ơi. Chỉ gọi là cái tên thôi anh em ạ. Nghĩa K8 mai kiểu gì đã thua Ken BC anh em ơi. Mình nghĩ khả năng Ken BC chốt Nghĩa K8 4-0 anh em ạ. Ơ kìa. Đây do ai nhân vật làm cho Ken BC này. Mặc này quả đầu lữ là như nào anh em. Ui áo thật đấy anh em ạ. Rồi ok không sao anh em ơi. Mình nghĩ là chắc là Ken BC thích vậy anh em ơi. Thích phong cách vậy anh em ạ. Rồi. Liệu Ken BC liệu có cân được 2 trong 3 này không đây? Những pha xử lý khá là mượt mà đến từ vị trí của Ken BC. Liệu có làm gì được không đây? Rồi. Quá đông và quá nguy hiểm anh em ơi. Trời, một viên vào đầu rồi. Mình đã lấy một viên vào đầu rồi. Xem mà liệu cân đôi được không đây? Căng nha. Căng như kẻ chỉ anh em ơi. Những pha múa keo cực kìa. Rồi, phun đỏ luôn. Ôi. Bắn như này ai đỡ được anh em ơi, đúng là idol tử chiến số 1 Việt Nam anh em ơi. Ui, cái what the fuck gì vậy? Bắn như này thì Nghĩa K8 mai chắc phải gọi điện thoại mất anh em ơi. Ui, đúng là Ken BC với anh em ơi, đúng là không hổ danh là idol tử chiến số 1 Việt Nam anh em ơi. Bắn như này thì khả năng là 10 thằng như mình cũng thua mất anh em. Đùa ơi, 10 thằng như mình mà cứ bầu bài Ken BC cũng phải gọi bầu lộn lên anh em ạ, không đùa đâu. Tỷ số đã không ai rồi. Xem Ken BC chốt tem bên kia là tỷ số ra bao nhiêu nhá. Chúng ta hãy cùng theo dõi anh em thử dự đoán tỷ số nào. Anh em thử dự đoán tỷ số xem Ken BC sẽ chốt tem bên kia là bao nhiêu đây. Uầy, bắn như này thì thực sự là mình cũng thấy là khá là căng thẳng nha. Mình đang rất là hóng kèo ngày mai Ken BC bắn với Nghĩa K8 nha anh em ơi. Hơi đen anh em ơi. Hơi đen, quả này hơi đen anh em ạ. Hai người cùng gục một lúc.
Ok, không sao. Ok, mình nghĩ là KenBC có thể thắng được trận đấu này anh em ạ. 1-2 thì quá đơn giản với KenBC rồi anh em ơi. Hai cái danh huyền thoại thì cũng không thể là ăn được KenBC đâu, mình nghĩ là vậy anh em ơi. Đây, vị trí của KenBC mang cho mình khẩu MB và khẩu Shotgun, và hai khẩu này đều là trang bị skin thường nha anh em ơi. Có kỹ năng thì người ta dùng skin thường, không có kỹ năng thì sơ súng. Đấy, nên là bạn KenBC người ta có kỹ năng thì có sơ súng hay dùng skin thường thì bạn đấy vẫn cần kèo mà thôi. Bây giờ chúng ta cùng xem vị trí của KenBC nhá. KenBC đang cầm cho mình là khẩu MB40 và M1887 để xem liệu KenBC có kết thúc được không đây. Chúng ta cùng theo dõi nào. Rồi. Trời ơi, phát đấy không gục luôn nhỉ anh em ơi, phát đấy mình cứ nghĩ là phun tỏa cơ. Rồi, phun tỏa. Một gục. Anh em thấy bắn chưa? Bắn như này thì khả năng là à, có một máu kìa. Ui, căng. Còn đúng 12 máu rồi anh em ơi. Rồi để mình xem vị trí của thanh niên bên này. Không được cứu nào bạn ơi, không được cứu nha. Không chơi cứu nha anh em ơi, bây giờ chơi cứu là không được nha. Không biết là liệu bạn này có biết là luật là không cứu không? Ồ, hình như bạn ấy biết luật rồi anh em ơi. Bạn này tên Hàn Quốc, vâng. Và vị trí của KenBC, liệu có bắn gục được cái thanh niên Nhật Bản này không đây? Rồi, trời ơi, 3-1 luôn anh em ơi. Lể luôn trình của KenBC anh em ơi. Cho KenBC một cái đáng yêu anh em ạ. Trời ơi, anh em thấy KenBC bắn gắt không? Quá là gắt luôn. Đây chỉ là demo thôi anh em ơi. Mai mà Nghĩa K8 bắn với KenBC khả năng là 7-0 anh em ạ. Mai là cái thằng Nghĩa K8 đấy anh em ơi, thì bảo mình là mai muốn chơi solo với một idol, nhưng mà solo 7 dao bởi vì 4 dao Nghĩa nó bảo là bắn nhạt quá, dễ quá thì ok. Mai cho thanh niên Nghĩa K8 biết thế nào là lễ hội luôn nha anh em ơi. Ok, chúng ta cùng theo dõi nha, anh em ơi. Nào. Lên đi nào. Công hết vào đây. Bây giờ mình sẽ chuyển qua vị trí của hai thanh niên bên này nhá. Ô, tôi xong rồi. Mình thì KenBC đang thôi, quả này xong rồi anh em ơi. Quả này xong thật rồi anh em ạ. Không sao anh em ơi, 2-3 thôi. Kèo cuối cùng thì mình tin là KenBC sẽ thắng. Anh em là nghĩ KenBC thắng thì anh em cho mình một like nhé. Còn anh em nghĩ là KenBC thua thì anh em nhớ đây kênh nha. Nói chung là hai thanh niên mà bắn một người thì nó cũng hơi căng được anh em ơi. Đấy, đây là mình nghĩ là khả năng cao là KenBC trận này sẽ rút kinh nghiệm và mình nghĩ là sẽ thắng với tỷ số là 4-2. Anh em thấy hợp lý không? Anh em thấy hợp lý thì anh em cho mình xin một like nào. Nếu anh em không thấy hợp lý thì anh em đăng ký kênh đi, cho nó vui nào. Ok chưa? Rồi ok, KenBC đang công lên, KenBC đang dùng công lên. Rồi để xem là liệu KenBC có kết thúc ra đấu hay không đây. Rồi ôi, phun tỏa luôn kìa. Trời ơi, quá căng thôi anh em ơi. Rồi còn một thanh niên nữa. Rồi để xem là liệu KenBC có kết thúc được luôn không đây. Bắn như này thì đúng này. 10 điểm không có nhưng. Ok, thì KenBC đã cho anh em xem cái trình độ của KenBC ở đây, test trình cho anh em xem đây anh em ơi. Thì clip của mình đến là kết thúc rồi, anh em đừng quên là 11 giờ ngày mai KenBC sẽ có một kèo solo với Nghĩa K8. Kèo này nếu mà KenBC thắng sẽ giúp mình đây có đoạn, nên anh em nhớ lại đặt lịch, bật chuông lên nhanh anh em ơi. Cả anh em đã theo dõi đây, bye bye anh em.